Xin kính chào quý vị, quý doanh nhân, quý đối tác hiện tại cũng như quý đối tác tiềm năng. Đây là phần giới thiệu khóa học Course Review nhằm giúp quý vị có thông tin tham khảo và cân nhắc các cơ hội liên quan đến khóa học Young Challenge One của Huy Linh English. Young Challenge One trong nhóm khóa Young Challenge One có các khóa học Young Challenge 1A, 1B, 1C, 1D và 1E. Tổng cộng chúng ta có 5 khóa lẻ. Đây là loại khóa học luyện nghe nói viết dành cho thiếu nhi, đối tượng từ 4 đến 10 tuổi. Thời lượng cho từng khóa lẻ này là 24 buổi, tương đương với 24 bài. Trong từng khóa, kết cấu bài học của từng bài là không giống nhau. Các bạn hoặc quý vị cũng có thể nhìn lên màn hình. Đây là bài số 1, bài đầu tiên, giúp các bạn nhỏ nhất chưa bao giờ biết viết, biết nói tiếng Anh, biết phát âm. Thì chúng ta có những phần video hoặc những cái phần luyện giọng chuẩn Anh ngữ do người bản xứ thực hiện, giúp các bạn nhỏ có cái phát âm chuẩn mực ngay từ đầu. Đó. Cũng như phần luyện viết nét, luyện nét, luyện viết khi cơ tay của các bạn nhỏ đã đủ khỏe và các mẫu viết chữ được cập nhật tập viết theo mẫu chuẩn quốc tế. À, quý vị có thể thấy ở trên màn hình. Các mẫu câu cơ bản nhất, nét chữ, hình ảnh, khá sinh động, dễ học. Luyện âm tiết, tập viết, luyện nét. Và đây là một bài tiêu biểu có luyện phần làm toán bằng tiếng Anh để các bạn quen với tất cả những cái dạng của các lớp tăng cường ở phổ thông cũng như là các kỳ thi ở tất cả những cái đợt đợt thi lấy chứng chỉ quốc tế. Starters, movers, flyers hoặc những cái dạng thi khác. Đầu ra, chúng ta có cam kết là học viên nói và viết được ở mức tương đương bài thi các khóa học cuối khóa học. Tương đương 8 điểm trở lên ở các lớp phổ thông, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 và các lớp lấy chứng chỉ Starters, Movers 10 khiên trở lên. À, nói đến ca nói và viết được ở mức tương đương bài thi cuối khóa học là sao đây? Rồi, tôi mời quý vị xem một bài 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 thi cuối khóa Final Test. Đây là lớp Young Challenge 1B. Thí sinh nghe giám khảo hỏi từng câu và phản ứng từng câu trong vòng 10 giây. Và nó được các phép toán. Đó, ở mức độ này. What's your house like? Mô tả nhà nè. What is your mother doing? Mẹ bố đang làm gì? Và các câu hỏi phỏng vấn liên quan đến thông tin cá nhân cơ bản nhất. What is your name? How do you spell your name? What is your father's name? Where are you from? How old are you? Đó, mấy dạng đó đó các bạn. Đây là bài thi cuối khóa lớp 1A. Phản ứng 5 câu hỏi của giám khảo trong vòng 10 giây. Và làm bài toán bằng tiếng Anh. Circle the smaller number or larger number or solve this math problem. Và các bạn có khả năng làm được những phép toán này rồi. Mô tả vật, con vật, thú vật,
Mô tả các hình. How many circles are there? How many squares, triangles are there? Và mô tả các cảm xúc cơ bản của con người. Đó, mức độ cuối khóa học là mức độ đó đó, đó quý vị. Đây một bài thi là một bài học tiêu biểu về giải toán bằng tiếng Anh. How many are there? And speak up the math problem. Color. Circle the long snake. Count. Record with tally marks. Đó, quý vị có thể tham khảo cái kết cấu của từng bài học. Đơn vị sở hữu khóa học này là Huilin English. Và đây là cơ hội các bạn có thể tham khảo, quý vị có thể tham khảo. Đầu tiên là cơ hội học tập liên quan đến khóa học này. Quý vị có thể đăng ký tham dự khóa học hoặc là đăng ký cho con mình ở độ tuổi 4 đến 10 tuổi để nâng cao trình độ, kỹ năng ngôn ngữ và nhận thức. Cơ hội thứ hai là mua tài liệu để kinh doanh đào tạo. Quý vị nào kinh doanh các dạng công ty đào tạo, trung tâm ngoại ngữ thì cũng có thể mua tài liệu kèm theo dịch vụ đào tạo giáo viên của Huilin English, cũng như các tập tin nghe nhìn và tài liệu chứa đáp án cho từng bài kỹ lưỡng. Quý vị cũng có thể mua những quyền kinh doanh đào tạo của từng khóa học, hợp đồng, những quyền thương hiệu có ở tại văn phòng của Huilin English. Dạng hợp tác thứ tư là các đơn vị kinh doanh đào tạo cũng có thể thuê bài giảng, training videos, từng bài, Huilin English đã ghi hình hướng dẫn rất chi tiết từng bài học. Và đối tác kinh doanh lúc này không cần lo lắng về chuyên môn tiếng Anh nữa, mà quý vị chỉ cần tập trung chiêu sinh, quản lý vận hành cơ sở đào tạo. Huilin English hỗ trợ hậu cần về mặt chuyên môn. Nếu cần tham khảo các video training videos, quý vị cũng có thể tham khảo những cái đường dẫn link mà chúng tôi để ở cái phần comment của cái phần giới thiệu này. Thế còn video training videos của các khóa khác, quý vị có thể tham khảo trên Huilin English, các bài mẫu trên Huilin English, các khóa khác trong cái phần giới thiệu Huilin English. Đây, thông tin quý vị có thể tìm thấy ở trên YouTube kênh của Huilin English. Ngoài khóa này dành cho thiếu nhi, đó là những khóa khác mà tôi sẽ trình bày trong trong các phần chia sẻ riêng biệt. IELTS, luyện IELTS, ngữ pháp thực hành, luyện nghe nói viết cho người lớn, luyện biên phiên dịch để làm thông dịch viên, kỹ năng diễn thuyết, luyện chuyên đề về phát âm thi học kỳ, luyện thi Stories, Movers, Flyers, luyện thi đại học, luyện thi tuyển sinh lớp 10, kỹ năng giảng dạy, đào tạo giáo viên, luyện phỏng vấn xin việc, thi tuyển hàng không và chương trình nhượng quyền thương hiệu. Quý vị cũng có thể xem phần biểu diễn nói của các học viên của từng khóa học tại trang YouTube Học viên Huilin English. Học viên Huilin English. Còn cái phần tham khảo giới thiệu về Huilin English, quý vị cũng có thể thấy trên trang YouTube của Huilin English. Từ khóa giới thiệu Huilin English và đây là số điện thoại. Quý vị có thể liên hệ. Cảm ơn tất cả các bạn và quý vị.